Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chân dung ca sĩ Hồng Nhung, người vợ thứ ba của nghệ sĩ Thương Tín. Nổi tiếng đào hoa, phụ nữ vây quanh nhiều vô kể. Nhưng ít ai biết rằng Thương Tín chưa một lần tổ chức đám cưới. Ông chỉ có 4 người vợ, trong đó duy nhất người vợ đầu tiên là có hôn thú. Thế nhưng những người phụ nữ nào đến với ông đều dành cho nam tài tử này tình cảm sâu đậm mãnh liệt đến mức bất chấp tất cả và sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Thương Tín kể, sau khi người vợ thứ hai qua đời một thời gian, ông gặp và yêu nữ ca sĩ Hồng Nhung, người thua ông đúng một con giáp 12 tuổi. Ca sĩ Hồng Nhung không phải tên Mỹ Dư như nhiều nhà báo trước đó đưa tin. Cô là người gốc Hoa và cũng không phải cô bống Hồng Nhung, một trong 4 David của làng nhạc Việt. Hồng Nhung, người vợ thứ ba của nghệ sĩ Thương Tín, là nữ ca sĩ chuyên hát nhạc vũ trường, nhạc disco ở các phòng trà quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ cô là phó giám đốc một đoàn hát tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình rất khá giả. Điều đáng nói là ba của Hồng Nhung lại là bạn thân của Thương Tín. Khi biết chuyện con gái mình yêu Thương Tín, ông đã ra sức ngăn cản với lý do ba là bạn thân của nó, tức Thương Tín. Ba biết nó không yêu ai thật lòng đâu, chỉ vui chơi vậy thôi, chơi xong rồi bỏ chứ không lấy ai đâu. Thế nhưng bỏ ngoài tai những lời đe dọa của ba mình, Hồng Nhung vẫn yêu Thương Tín say đắm đến mức ba cô tức giận ra điều kiện. Một là Thương Tín, hai là gia đình. Không cần phải suy nghĩ lâu, cô gái trẻ không nói không rằng lập tức lên phòng thu xếp đồ đạc rồi chào tạm biệt ba và rời khỏi nhà. Lúc đó tôi đang ở trong phòng do đoàn kịch cấp, thấy cô ấy xách vali qua, tôi ngỡ ngàng hỏi: "Em đi đâu vậy?" Cô ấy trả lời gọn gàng: "Qua ở với anh chứ đâu." Vậy mà từ cái ngày đó, hai đứa sống với nhau ngót nghét gần 11 năm, không có hôn thú cũng chẳng có đám cưới gì cả, Thương Tín kể. Ở bên nhau suốt thời gian dài, Thương Tín bắt đầu cảm thấy cần có sự thay đổi trong tình yêu của mình và hơn hết, ông khao khát có một đứa con. Thế nhưng đau đớn hơn cả là một lần tình cờ gặp một bác sĩ quen, vị bác sĩ này đã tiết lộ với Thương Tín rằng vợ anh đã phá thai 5 đến 6 lần rồi, nếu mà còn phá thai nữa là không còn khả năng sinh nở nữa. Lúc đó tôi đau đớn vô cùng, nghĩ lại mới thấy trước nay cô ấy không thích con nít. Nhiều khi mấy đứa cháu nhìn thấy cưng lắm nhưng cô ấy cũng chưa từng nựng nịu. Vậy là tôi nói với cô ấy: "Anh nói thật với em, mình sống với nhau cứ vậy hoài, không có gì thay đổi thì chán lắm. Chỉ có đứa con mới có thể thay đổi không khí trong nhà. Anh gia hạn cho em 1 năm, nếu không có con thì chúng ta giải tán quốc hội, nghĩa là chia tay." Thương Tín kệ. Nghĩ rằng Thương Tín nói giỡn nên hết hạn 1 năm, cô vợ vẫn không chịu có con. Vậy là ông dứt áo ra đi luôn. Thương Tín bảo đây là giai đoạn thử thách của tình yêu, nếu còn yêu thì sẽ quay lại. Và dù không hôn thú, không đám cưới, nhưng sau khi chia tay, ông vẫn quyết định chia một nửa tài sản cho người vợ thứ ba. Không cần giấy tờ, cũng không cần phải ra tòa. Từ số tiền mà tôi chia đôi, người ấy biết cách làm ăn nên giàu có, còn mình cứ chìm đắm trong đau khổ lên sinh nhà ăn chơi. Vậy là cạn kiệt. Sau này cô ấy vẫn thường đề nghị quay trở lại, nhưng thú thật, xa mặt cách lòng, 1-2 năm không ở bên nhau, tình cảm cũng nguôi lạnh rồi. Mình không đủ can đảm để nói anh không còn yêu em nữa, nên thôi đành nói với cô ấy rằng: "Giờ em giàu còn anh nghèo, anh mà trở lại với em, người ta nghĩ anh lại đào mỏ nữa. Thôi để khi nào anh làm ăn giàu gần bằng em rồi tính." Thật ra tình cảm giống như một ly nước đổ đi, làm sao hốt lại được. Bởi thế người xưa có câu: xa mặt cách lòng, quả không sai, Thương Tín kể. Đôi mắt nhìn xa xăm, nam diễn viên Đào Hoa không giấu được sự xúc động khi nhắc về mối tình này. Ông cho biết Hồng Nhung hiện đang ở Mỹ, thỉnh thoảng cũng có về Việt Nam và hai người cũng đi cà phê với nhau vài lần. Xa nhau một thời gian dài, nhưng khi hỏi vì sao không tìm được người mới, Hồng Nhung cười bảo: "Em cũng quen một số người, nhưng nói thật, đi uống cà phê với họ một vài lần là muốn tạm biệt ngay. Em biết rằng trên đời này không có ai có thể đối xử tốt với em như anh, và cả đời em cũng không thể kiếm được người nào hơn anh. Và lại em mang tiếng là vợ anh, nói ra người ta mất hồn rồi. Người đó tính cách lắm, riêng chuyện xách vali bỏ nhà theo tôi là biết rồi. Người ta lúc nào cũng sẵn sàng trở lại với mình, đề nghị nhiều lần rồi, nhưng tôi đành nói thẳng với cô ấy: đừng nghĩ về tôi nữa, vì cả hai không thể quay trở lại được." Thương Tín ngậm ngùi kể. Thương Tín, tên thật là Bùi Thương Tín, sinh năm 1956, là một diễn viên điện ảnh người Việt Nam. Ông khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương, nhưng Thương Tín được biết đến nhiều hơn là cả trong lĩnh vực điện ảnh. Ông thủ vai trong gần 200 bộ phim. Ông là một diễn viên thành công trong những thập kỷ từ năm 1980 và năm 1990 với kỷ lục về số phim nhựa ông đóng trong một năm. Năm 2007, Thương Tín bị bắt
vì tổ chức đánh bạc tại quán cà phê của mình. Kể từ đó, gia cảnh của Thương Tín rất khó khăn khi ông lập gia đình và phải nuôi vợ con nhỏ. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video gần nhất.